Rồi bây giờ mình qua bên Dior, dầu thơm Dior. Đây, ở đây á, họ có mấy cái chai chẻo cho mình thử nè mọi người. Đủ mùi hết trơn á. Cabana, Michael Kors, CK, Eternity. Rồi mấy miếng giấy này nè. Mấy miếng giấy này là mình muốn thử cái mùi cho nó nhẹ á. Là mình xịt lên giấy này, xong rồi mình quơ quơ cho nó đi bớt, thì mình hửi, mình ngửi á, cái mùi nó mới nhẹ nhẹ, mới dễ chịu. Chứ khi mình xịt ra rồi mình ngửi liền nó khó chịu lắm, nó nặng lắm. Để mình thử cái mùi à. Cái này là gì? Đây là nguyên cái mâm này là để thử không nè. Cái này là hàng Dior nha. Dầu thơm Dior nè. Tester, mấy cái thử lên mấy cái giấy này nè. Đó. Rồi mình quạt ra vậy nè. Rồi bắt đầu mình ngửi nha mọi người. Thật ra dầu thơm mắc tiền này rồi thì cái nào cũng thơm. Đó. Cái này chắc dưỡng thể quá, hay dầu thơm. Vô cái quầy mà thử này rồi á, ngửi một hồi là hết biết đường á. Rồi, tới cái chai này. Cái mùi này thơm nè mọi người. Cái mùi này rất là thơm. Thơm như mùi phấn vậy đó, rất là thơm luôn. Nasico. Đây, nó nguyên set như vậy nè. Nguyên set như vậy. Thì nó có gì? Body lotion, shower gel, sữa tắm, dưỡng thể với lại một chai dầu thơm. Còn nguyên set này bao nhiêu, giá bao nhiêu? Không thấy để giá. Mình xem thử giá có bao nhiêu. Không thấy để giá vậy ta. Không thấy để giá. Để mà mình xem, mình quay lại coi có người nào work ở đây. Mình hỏi thử coi. Nasico. Mình chịu mùi này nè. Chút quay lại hỏi coi có ai làm nè, mình hỏi. Rồi, ở đây 38 đồng nguyên set. Quá trời luôn. Vô đây mà lại ngay cái khu mà thử dầu thơm này là coi như là bị mù mùi á. Không biết đường ngửi luôn á. Thử chai này. Cái mùi này gắt quá. Dior, Mugler, Ralph Lauren, Romance. Ôi, họ trang trí Noel nè, thấy vui mắt quá. Quá trời dầu thơm luôn. Armani. Sassy. No, thank you. Let me know if you need help. Yes, okay, sure. Thank you. Versace. Tiffany. Gucci. Mấy chai này cho test á, để cho thử hết á. Gucci. Mấy chai mini nè. Nguyên set mini là 4 chai, 4 mùi khác nhau nè. À, họ để giấy cho mình thử mùi nè mọi người. Mà mình lên đây mình không thử nữa đâu. Mỗi lần mà đi vô khu này mà thử về cái lỗ mũi của mình nó dị ứng nặng lắm, nó ác xì liên tục luôn á, cho nên không thử nữa. Wow, mấy cái chai này có cái nắp á, cái hình cái bông, cái cưng quá hả. Dễ thương quá nè. Daisy. Ở đây Chanel. Rồi qua đây. Ch-
Chanel Coco Chanel Chen này cái mùi cũng thơm lắm này. Qua đây là mỹ phẩm, trang điểm, make up. Các loại serum, các loại mỹ phẩm để trang điểm. Mấy chị em phụ nữ mình vô đây là đều có nhu cầu hết á. Ở đây không biết có bán có cái quầy mỹ phẩm organic không ta. Đây là các loại phấn nè, phấn nền nè mọi người. Nó tùy theo cái tone da của mình á, tùy theo cái nước da của mình mà lựa cái nền nào cho nó tiệp á. Thì khi mình đánh phấn lên nhìn nó mới đẹp. Nó không có nổi bật lắm mà nó cũng không có quá khác biệt so với cái da thật của mình, cái màu da của mình. Cái này là phấn mắt. Phấn mắt. Để thử nè. Ai muốn vẽ mắt á, thử coi màu nào tiệp, màu nào hợp với mình thì lấy. Best seller Max Mascara. Nguyên set này 4 chai hả? 4 cây hả? Lipstick. Ủa sao để Best Mascara mà lại để lipstick? Rồi. Qua đây mỹ phẩm Chanel. Mỹ phẩm Chanel. Son. À, phấn mắt, bút chì kẻ mắt. Rồi. Đây họ có mấy cái chuyên viên á, họ có chuyên viên trang điểm ở đây á để họ trang điểm thử cho mình nè. Đó. Mấy chị em nào mà lâu lâu mà muốn thay đổi diện mạo chút xíu á, vô đây cho mấy cô này trang điểm. Rồi tự ngắm mình coi khác với ngày thường như thế nào. Wow, bây giờ mình đi qua tiếp hàng giày dép rồi nha mọi người. Giày dép. Này mấy đôi giày. INC. Hôm nay special 48 đồng 65 cent. Đôi giày này 48 đồng 65 cent. Đôi giày bích. Giá gốc là 69 đồng 50 cent. Cái này số 6 là đúng size của mình luôn á mọi người. Cái hiệu INC này mang cũng được lắm á, mang cũng yên chân. Nhưng mà mình không mang được giày cao gót. Giày cao gót quá mang đi mỏi cổ chân quá. Bên đây á là giá 79 đồng 50 cent. Thì đang sale là 55 đồng 65 cent. Cao dễ sợ không? Cái giày dễ thương ha. Đây INC. Đây mình qua bên đây nè, chỗ dài hàng sale rồi mọi người. Ốp nè. 50-75% ốp. Thì ở đây họ có size nè mọi người. Size số 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 10, 10.5. Đây là hàng đồng hồ Michael Kors 40% off today. Ở đây là Seiko Citizen 25% off nè mọi người. Quá trời luôn á. Rồi ở đây là gì? Cũng Citizen luôn. Citizen Bulova T-shirt. Đây là quầy đồng hồ nha mọi người. Quá trời luôn á. Đây là tủ nữ trang nè mọi người. Giá cũng mắc lắm á. Wow, chiếc nhẫn này giá 11.999 đồng nè. Kim cương thiệt hả?
tủ nữ trang nè, 35% ớt, đủ giá, đủ kiểu, đủ màu, đủ loại dạng hết. Gucci, đồng hồ Gucci. Hamilton. Prado. Long jean. Long jean. Rồi. Bên đây là Fossil. Fossil. Guess. G-Shock. Rồi. Ở đây mấy cái smartwatch. Mấy cái đôi dài này. Mấy đôi dài này mùa đông nè. Đang có giá sale nè, 89 đồng 50 cent còn 62 đồng 65 cent. Đây mấy đôi dài dễ thương quá nè mọi người. Wow. Đôi dài này quá dễ thương luôn nhưng mà đế cao quá nè. Giá 149 đồng 50 cent còn 104 đồng 65 cent. Rồi. Đôi dài này có cái nơ làm viên làm dáng. Rồi. Đi mỏi chân lắm, mỏi cổ chân lắm luôn á. Cái này Michael Kors, dài Michael Kors này. Mấy dạng là dài này mang mùa đông. Coi cái đế dài nè mọi người. Cao gì mà nó cao dữ vậy không biết nữa. Dài này gọn ha. Kiểu dài này gọn nè. Mình là ưa chuộng mấy kiểu thấp thấp vậy thôi. Trời ơi. Nó lọt kia. Cao quá. Đây là một đôi dài dây màu đen mà cột gì tùm lum, dây nhện gì tùm lum nè mọi người. Đó, INC số 5. Giá gốc nhiêu? Giá gốc là 89 đồng 50 cent, final sale còn 19 đồng. Rồi đôi dài này dễ thương ha. Sao có một chiếc thế? Sao có một chiếc thế? Nó còn bé kìa. Bé nó đi vòng vòng cho nó phá. Để mẹ quay phim chút con. Con ngoan chút xíu. Đi vòng vòng chơi đi. CK. Đây, hiệu CK đây. 7,5. Giá cuối cùng rồi, 52 đồng 33 cent, giá gốc là 119 đồng. Nike West. Đây, đôi dài này mang mùa đông luôn. Last Art. Final sale còn 33 đồng 83 cent. Mark Fisher. Coi đôi dài nè mọi người. Màu trắng. Cái này màu trắng kem. Nike West. Last Air. 7,5. Học sòn kim sa này gì đây, họ chân ở đây là họ chân chỉ có một chiếc thôi. Khi mà mình thích chiếc nào thì mình đem lại quầy tính tiền á,
thì họ sẽ vào kho họ lấy chiếc còn lại rồi tính tiền. Mày dễ thương quá. Số mấy đây? Đây, bây giờ bích màu đen đây, 34 đồng 23 sen, bò number 3. Wow, cái này đúng size của mình nhưng mà đế cao quá mọi người ơi. Để mình thử xem coi, không biết có mang, có đi nổi không hay là mỏi cổ chân nữa. Mình mang dài cao gót không có được. Ồ, không được rồi, mới có thọt vô thôi, ướm thử thôi mà đứng không nổi nữa. Không sao mà mang. Con mẹ là gì? Không biết. Con thích Texas. Như này đôi guốc. Để thui. Như này đôi guốc. Đôi guốc. Mấy con nói mấy cái dép đóng hút cho đôi xoay ở đây hả? À, dép là dễ thương nè con. Cái này mang biết chừng nào đứt. À. Con thích má sâu. Cái này có một chiếc hả? Để xuống coi. Để xuống mang thử coi. Đưa ra mẹ thọt cái chân vô coi. Em chân á, ôi mà đau vậy ta, nó không được, cái này bằng mũ cứng. Mũ cứng à, gì? Anh sao, anh xăm people, nghe nó ngâm này vậy chứ. Có cái loại hoi under the ear, nó ugly. Ugly hả? Nghe nó là nó ugly. Too pretty, xăm không bẩn, đây nghe cái con luôn. Thế chỉ nó đẹp, xăm thích video cũng khá dài rồi. Mình xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở lần tới. Lần tới mình sẽ đi, mình quay nhiều hơn nữa. Tới dịp lễ á, như tới dịp lễ á, người ta sẽ trưng nhiều đồ hơn nữa, mình sẽ đi quay cho mọi người xem ha. Bây giờ xin chào tất cả mọi người. Bye bye mọi người.